Lần đầu tiên Võ Minh Lâm và Thu Vân xin gửi đến quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Và trong chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng vừa qua thì Võ Minh Lâm và Thu Vân có duyên được diễn với nhau chung một tuần cải lương kinh điển, đó là vở Xin Một Lần Yêu Nhau. Và bây giờ thì Võ Minh Lâm và Thu Vân xin được trích lại một lớp trong vở tuồng đó để gửi tặng cho bà con cô bác. Kìa, gián mày, ngươi cần tiền phải không? Đây, hãy cất giữ. Trời ơi, trời ơi, đau đớn cho ta, nàng đã xem ta như một kẻ ăn mày, cầm nén bạc trong tay mà dòng lệ đưa tiếng ai.
giờ. Âu Thiên Vũ có còn sống sót sau những ngày dài đau khổ. Nhưng nếu hắn chết đi, con nghe được những lời này, chắc lòng hắn cũng nằm cười nơi chính xôi. Nếu như người ấy chết đi, chắc cũng sẽ chết trong trình Võ Minh Lâm sẽ cùng với Chuông Vàng 2009, nữ nghệ sĩ Thu Vân sẽ gửi đến quý vị khán giả một bài vòng cổ rất nổi tiếng của tác giả Trọng Nguyễn. Bài vòng cổ được mang tên Chợ Mới, mời quý vị cùng thưởng thức. Cha thì gật đầu, mẹ quay ngang rồi bảo. Mẹ bảo sao? Mẹ bảo thằng Tâm cái tánh nó cọc cằn, sợ sau này con không về á bị nó ăn hiếp. Nên bà cứ dùng dằn chứ chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa.
buồn, buồn thiết là buồn. Từ cái bữa dặn sang dặn hỏi, thấy mẹ lắc đầu, em đi thôi dặn áo mờ sông. Hôm có lệnh tập quân, sao anh không quen biết? Thì anh sợ cái lắc đầu nè, và một tiếng không. Rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ gây buồn cho người đi kẻ ơi. Em à, anh đi rồi ở nhà, em có nhớ anh không? Sao không nhớ, anh biết không? Mấy hôm sau á, em mới hay tin anh đi bộ đội. Em vội chạy xuống Long Xuyên, rồi cái em lên châu đốc, nhìn cho tiếng quân xa pháo còn rải rác mà bóng hơi thương chẳng biết đâu tìm. Mỗi bữa nhớ anh em giả đò đi chợ, ghé nhà đồng ai bán cho đỡ tội nghiệp hơn. Nghe bác nói thư nào á tâm nó cũng nhắn hỏi. Sao em hỏi thăm con Hồng nó có chồng ở đâu chưa. Đầu thơ anh em mừng muốn không, nhưng không biết chừng nào mình mới được gần nhau. Bên sông xưa lần lờ còn thương thương, em đợi anh về. Chi vậy? Dặn áo ở bờ sông. Vậy mà làm cho người ta mừng hột à. Còn anh có nhớ em không? Anh vẫn nhớ em, dù tới mình chưa hẹn. Anh sẽ sửa cái tánh cọc cằn nè, để mẹ quý em yêu. Đêm qua dòng nước nào về chờ mới để thăm em. Ơi dòng sông mang nước đi nơi nào, có về quê anh nhắn tâm đôi lời rằng sông chờ mới người ơi thương nhớ hoài, dù chưa hẹn trầu ca. Rồi gặp anh hai anh bảo. Anh bảo sao vậy hả em? Anh bây giờ là thượng sĩ. Rồi sao nữa? Tính nết hiền lành được đồng đội thương. Trời đất ơi, anh hai bảo vậy là chính xác rồi đó. Nghe nói chưa tròn câu, chiếc quái trò trên tay mẹ dừng lại, nhìn vào đôi mắt em mẹ sung sướng vui cười. Rồi mẹ nói sao nữa em? Mẹ nói nhờ đi bộ đội á. Anh mừng quá em ơi. Em vội chạy ra sau, hai bàn tay ôm mặt, nước mắt thương chờ chạy mãi giữa lòng sông. Chờ mới đón anh như đón người dễ quý, còn nguồn không mạnh sao chẳng thấy anh về. Nói không buồn, em có tin không? Không à, tuy có buồn đâu dám giận bởi cha mẹ
không phải mến là trọn đời chỉ cô mà thôi. Anh chưa về tiếng thương còn bóng dặn, chưa nhớ em nhiều nhớ chờ mới thấy chung. Nhớ mẹ hiền lành lòng mắt cay, nhớ bên sông xưa em giặt áo buồn. Bà con cô bác cũng rất là ngạc nhiên tại vì sao mà hát ca cổ mà Lâm lại quá trang đậm như vậy. Thì Lâm cũng xin thưa rằng sau khi hát ca cổ xong thì Lâm sẽ vào trong hóa trang cho nhân vật một vở tuồng sắp tới. Đó là vở tuồng Điều Quê Nữ. Trước khi hát thì Lâm cũng xin chúc cho bà con có một đêm thưởng thức văn nghệ thật là vui tươi và tràn ngập tiếng cười. Xin chúc cho quý vị làm ăn phát tài, mua mai bán đắt và vạn sự như ý. Lá rơi thu hà em ơi, đường dài mịt mùa em không đến nơi. Mấy đứa buồn các lứa binh hết kể chuyện chung tình, khóc than riêng em một mình. Dạ mừng cây tuông lá xanh xây mồ cho anh, tình đầu bè bạn trong cơn chiến chinh. Đưa tiếng nào hay sẽ chia hận muôn đời, nói nữa chi thêm nghe lời. Dạ cảm ơn cô. Tuấn mãi hãy phi mau về bảo tin cho quân ta được rồi, rằng gió đông sơ đang vui thay trong gió bụi quang hà. Cảm ơn cô. Tiên kẻn thu quân tắt liệm từ bao giờ, hoàng hôn phố trầm lên bài chiến một vẻ buồn lạnh lẽo tiêu sơn. Lá rừng rơi rụng như mưa, phải chăng xây hồ năm mồ cho ta? Máu đào theo lệ tuôn xa, nhắc câu chung thủy lòng ta nghẹn ngào. Dạ vâng, Hồ Minh Lâm xin cảm ơn những tình cảm thân thương và của bà con cô bác rất nhiều. Dạ xin cảm ơn. Dạ cảm ơn. Máu đào tuôn đẫm ướt dung màu, chỉ anh hùng vùi trong kim đào. Bóng chiều rơi cuối nẻo biên thì ta thấy miền xa rủ bóng quân kỳ. Hoàng như ngưng chảy khắp châu thân. Thôi thôi lỡ làng rồi tiếng hẹn trăm năm, từ đây nàng có nhớ đến ta xin hãy ngâm câu. Tuy hoa xa trường quân mà tiêu, cổ lại trình chiến kỷ nhân Bạch Thu Hà.
mình trong nắng gió. Chuyện hàng nguyên chưa cùng ai cạn tỏ, thì giọt máu dung tình đã nhuộm thắm trên đi. Thôi thôi từ đây hết nợ hết duyên, hết ân hết ai. Lời thương thiên ta xin gửi lại cho người yêu lý tưởng mặt thu hà. Hỡi tình chung ơi, đường dài mình mùa em không đến nơi. Mấy nước của cơ binh hết kể chuyện chung tình, không than riêng em một mình. Dạ vâng, bọn mình Lâm đã đến Miễu Bà Tây Ai diễn rất nhiều lần rồi và Lâm chỉ hát ca cổ thôi. Và ngày hôm nay lần đầu tiên thì Lâm sẽ diễn một vở tuồng, nguyên vẹn một vở tuồng để cho bà con xem. Thì mong rằng bà con cũng sẽ ủng hộ và yêu mến Lâm như là những lần trước. Và mong rằng bà con sẽ ủng hộ cho đoàn đêm nay thật nhiều tình cảm hơn nữa để đoàn có những vở diễn thành công hơn nữa. Dạ xin cảm ơn và hẹn gặp lại bà con trong ít phút nữa. Dạ xin cảm ơn.